Chào tất cả các bạn, hiện nay thì chúng ta hãy cùng mình trải nghiệm cái tựa game Evony Vị Vua Trở Lại của nhãn hàng Soha Game các bạn. Thì khi bạn vào game, các bạn sẽ được lựa chọn những cái nền văn minh nha các bạn. Thì đầu tiên là đây là nền văn minh quanh nha các bạn. Thì sẽ có những cái đặc điểm văn hóa như là sản xuất đá cộng 10%, tấn công quân kỵ binh cộng 500%, hay là tốc độ hành quân đến vật cộng 5%. Kế tiếp là nền văn minh hoa hạ thì cũng có những cái điểm nổi bật như đây nhé bạn, như là sức mang vác quân đội 5%, tấn công lục quân 5%, tốc độ nghiên cứu cộng 3%. Kế tiếp là nền văn minh phù tang, lương thực thì cộng 10%, lục quân phòng thủ cộng 5%, tốc độ chế tác cộng 8%. Kế tiếp là cao ly thì sản xuất gỗ cộng 10%, tấn công viễn quân cộng 5%, tốc độ hồi máu cộng 5%. Kế tiếp là liên bang tự do, thì này cũng có những cái điểm đặc điểm như là thu thuế quan cộng 500%, tấn công máy công hành cộng 500%, tốc độ huấn luyện cộng 3%. Nền công minh kế tiếp là rất xa, thì nền công minh này sẽ có những cái đặc điểm như là sản xuất vặn cộng 10%, phòng thủ quân kỵ binh cộng 500%, tốc độ số 7 cộng 10%. Nền công minh kế tiếp là đại thực, thì đây cũng là nền công minh cuối cùng nha bạn. Thì nó cũng sẽ có một cái đặc điểm như là tốc độ thu hoạch ngọc cộng 500%, HP quân kỵ binh cộng 500%, thưởng từ việc dân hiến cộng 500%. Thì trên đây là những cái nền văn minh mà tất cả các bạn có thể chọn được nha các bạn. Thì tùy theo mục đích của bạn, ví dụ như là các bạn muốn làm đó, muốn đi PK solo với những cái bạn khác, hay là muốn chơi một cái trận game bình thường thôi, muốn chơi giải trí, thì nếu như bạn chơi solo thì bạn nên ưu tiên là chọn những cái phần tăng cái phòng thủ, cũng như là tăng tấn công, hay là tăng tốc độ huấn luyện, hay tăng tốc độ hồi máu nha các bạn. Thì đây là những cái phần văn minh của tấn công. Còn nếu như các bạn chơi game để giải trí thì tùy theo các bạn, thì bạn có thể chọn là tăng gia sản xuất nè các bạn, tăng tốc độ chế tác, tăng sức mang quát, hay là tốc độ nghiên cứu nhân dân. Thì tùy theo mục đích bạn mà các bạn chọn thôi các bạn. Thì mình sẽ chọn là nguyên doanh. Thì cái này thì mình chơi để review cho bạn thôi, nên là mình sẽ không có quan niệm là chơi về giải trí hay là chơi về những cái mục đích khác. Nên là bạn tùy theo mục đích bạn mà bạn chơi như bạn. Hoặc là đơn giản thì các bạn muốn chơi tựa game như thế nào á, muốn chơi giải trí hay là chơi nào thì tùy theo các bạn chọn nội dung minh nha bạn. Thì sau khi vào game thì các bạn sẽ nhận được một cái màn chơi như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ được đưa đến cốt truyện nha các bạn, và các bạn tiến hành suy nghĩ. Ví dụ như mình đang làm cái này nữa các bạn, hình như lộn rồi các bạn, hình như là phải dày mới đúng nè. Sau đó thì dày nữa các bạn, thì qua rồi mình sẽ đi. Mình chết rồi nè các bạn, mình sẽ thử lại. Mình sẽ tiếp tục thử lại luôn nha các bạn. Đây vậy mới đúng nha các bạn. Ok, giờ mình sẽ nhận thì nó sẽ mở ra một cái hình như này. Thì đây là một cái tựa game chiến thuật màn hình dọc giải đố nha các bạn. Mình sẽ cho con quái vật này chết. Mình sẽ thử lại nha các bạn. Cái này là phải cho đi tiếng giữa này.
Đó thì bạn sẽ thấy được cái ý này nó đi xuống và cho cái này thì đi lên và nó sẽ đi tự động đi vậy nha bạn. Thì vậy mình thấy thì cái tựa game giải đố này thì cũng khá là hay nha bạn. Nếu như bạn nào thích phần trí tuệ với bạn thì có thể chơi tựa game giải đố này. Mình thấy cái thể loại này mình thấy thì nó cũng có một số là nó sẽ quảng cáo các bạn, mình thấy quảng cáo thì cũng khá là hay với bạn. Để cái này mình sẽ cho cái này xuống, cho cái này qua, cho cái này xuống và khi lỗ nó cắt xong á thì mình sẽ cho kéo này xuống, cho con này qua và nó sẽ vô đây. Nó rộng mình thấy thì cũng khá là đơn giản hết các bạn. Nếu như bạn nào chơi tựa game này thì đây tựa game màn hình dọc nên là bạn có thể chơi được bất cứ lúc nào nha bạn. Nhưng vì mình thấy thì game cũng khá là hay. Và với đồ họa thì đồ họa là 2D nha các bạn. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể thêm một số tính năng khác. Lên càng cao thì sẽ có nhiều tính năng. Ngoài tính năng giải đố này thì các bạn có thêm một cái tính năng nữa là tính năng chiến thuật công thành với những cái bạn khác đó các bạn. Ok, giờ mình sẽ cho con này nó đi. Cái này cũng có tính năng là BK nữa nha bạn. Tính năng solo với những cái người chơi khác PVP. Này thì bạn có thể hành quân đến những cái người chơi khác để tấn công cái quân gốc của người đó nữa nha các bạn. Cái này là tựa game kết hợp khá là hay, vừa chiến thuật vừa có giải đố. Và tựa game này là thì gameplay giải đố thì khá là hay đó bạn. Hãy
Ok, Chúc mừng thì anh. để hiểu rõ hơn về cái phần gameplay của cái tựa game này, các bạn có thể tải về trên cái nền tảng là Android và iOS với tên là Tôi làm chủ, Ebony đã Vị có Vua kết Trở Lại Soha Game nha các bạn, hay là Đức Vua Tôi làm Ebony chủ, Đức Vua đã Trở có kết Về, giao. thì vẫn là nó nha các bạn. Thì tùy theo các bạn chơi cái tựa game này như thế nào, thì tùy theo các bạn sử dụng hệ điều hành và ngay cái lúc nào đó, thì nó sẽ có tên khác nhau các bạn, thì bạn có thể tìm trên Google Play và App Store. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video, thì chúc các bạn nhập bạn chơi vui vẻ, đừng quên là like video này bạn hay và chia sẻ cho bạn cùng biết với nha, cũng đừng quên là đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái video tiếp theo. Bye bye.